dụng cây củi này hả? Khỏi mất công ngồi nhóm củi, khỏi mất công canh canh củi. Nó lúc 12 giờ á. 12 giờ hả? Ủa gì vậy trời? Trời ơi. Cái gì mà cái vụ gì mà nấu bánh mà chơi nguyên cái cột nhà vô vậy? Trời ơi. Cái này là cây củi. Cây củi gì mà cái cục trời nó chưa giờ thấy cây củi gì mà dài gần 1,5 m. Đây nè, cái này mà lúc chưa đút vô là đảm bảo nó còn một khúc nữa. Đúng không Tế? Ờ nó bây giờ là lâu lắm rồi. Đốt cây củi này á anh, bởi vì anh không biết. Cái nồi bánh này tới 7-8 tiếng đồng hồ anh ngồi ngoài đây giữa trưa nắng nóng, anh đốt mấy cái củi nhỏ này anh ngồi anh canh củi thấy bà nội luôn. Cái này không có gọi là cây củi, cái này là ông cứu nội của cây củi. Bây giờ đốt cây này khỏi cần ngồi chăm củi thấy không, sướng không? Đốt cây củi này là coi như là tao nói hả, đốt cái chiều luôn khỏi cần ngồi chăm củi đó, thấy chưa? Đó mà sao ở đâu kiếm ra được cái cột kia ngồi thì hay vậy? Con Ma Tư đó, con Ma Tư á. Ở đâu? Ma Tư á. Ma Tư hả? Trong nhà Ma Tư hả? Dạ. Có khi nào mà Ma Tư mà rút cái cột nhà bả hay cái gì không, nhà bả nhà cũ nha. Thì cái này cái cột nhà bả chứ con vậy. Thấy không, cái cột nhà luôn hả? Cái cột nhà đi một. Mà mấy thằng này tào lao. Trời ơi, tôi nghi liền cái giơ cái này là cái cột nhà. Bả cho cái cột nhà là đem về đây để chẻ ra để giúp cột. À, tức là tụi nó tức làm biết. Là tụi nó làm biết nó lấy nó đút nguyên cột nhà vô luôn. À. Vậy là cái này phải gọi là cột nhà nấu bánh tét chứ không phải là củi nấu bánh tét. À. Trời ơi, không mà cô bộ cũng có lý nha. Đúng không? Đó vậy giờ. Không mà em thấy là cái biện pháp này là hợp lý. Quyền hợp tổng lao. Bây giờ là biết bây giờ là giờ 1-2 giờ trưa. 1-2 giờ trưa ngồi ở đây mà ngồi canh cái bếp củi này nắng nóng thấy bà nội luôn. Thấy không? Đốt cái cột nhà này lên không. Là coi như khỏi cần. Cái này bánh mấy tiếng mới xong ta? 7-8 tiếng á. Rồi, là cái này xong là bắt đầu lấy hai cá chim 5 ký ra làm luôn. Mượn cái lửa này luôn. Rõ quá, hợp lý. Hai cá chim của mẹ hả? Hai tử. Hai cá chim mấy ký? Một con 2,5 ký phải không? Ờ à, đúng rồi. Một con 2,5 ký. Hai con tới 5 ký lận. Vậy là chiều nay nướng cá chim luôn. Nướng luôn. Ồ, rồi. Một công hai chuyện đó. Cái này là cá món mới nè, bánh tét nướng cục đình, rồi cục đình nướng cá chim, bánh tét nấu cục đình, đó bánh tét nấu cục đình, nấu cục nhà, xong rồi á, hai con cá chim á chiều nay đem lên nướng á, là than này là đốt tới ngày mai chưa tan, than hồng, trời ơi cá chim mà bự như vậy mà nướng than hồng thì còn cái gì để bàn nữa, than này đốt tới chiều, ta quay cục than rồi, cục than này đốt tới sáng mai chưa tàn. Mọi người ơi, mọi người coi nồi bánh tét của em đây. Mở ra. À. Trời ơi, coi nồi bánh tét của em đây lá chuối không? Không, ở dưới mình phải nấu lắm. Mình phải phủ lá chuối lên để mình giữ cái hơi của nó. Nó cái lá nó bắt đầu đổi màu kìa. À. Lúc nào nước cũng phải canh cho cái nồi bánh của mình nó không có bị cái bánh nó không có bị mình có canh cho bánh. Nói chung á là năm nay á là người ta bánh tét bình thường, cái này có món mới luôn, cái mùi lạ lắm, mùi cột nhà đó, bánh tét nấu cột nhà tào lao, món của lại thì Cali đó. Tối chiều tối nay là món của anh em tôi, cá chim nướng cột đình đó. Là một trận linh đình vô đời nào ấy chứ bây giờ thấy cảnh tượng gì lạ thì chơi bưng nguyên cái cột nhà để em đút vô nấu luôn ghê thiệt. Đó, ta nhìn kìa thấy không, ta cười á. Anh cười á. Trời ơi, thôi đi vô nắng. Anh, nóng quá. Anh lấy cái tiền muốn lưng về múa đi. Trời ơi, rảnh quá ha. Mùa Covid, muốn lưng về múa, dám đứng coi không? Đó.